Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục Đắk Rông hành trình giảm nghèo bền vững. Chuyên mục kỳ này sẽ chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện làm giàu trên đất khó của chị Hồ Thị Sửa, thôn Ba Loan, xã Hưởng Hiệp và phóng sự về những đổi thay ở thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông. Từ khi có cây cầu mới, có đường mới, bản làng này đang vươn lên mạnh mẽ, hòa cùng nhịp với sự đổi mới của quê hương đất nước. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi và trồng trọt đã và đang là hướng đi đúng và mang lại hiệu quả kinh tế đối với đời sống hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Rông. Thông qua mô hình trên, nhiều hội viên đã tự mình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chị Hồ Thị Sửa ở thôn Ba Loan, xã Hưởng Hiệp là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Dưới cái nắng gay gắt, người phụ nữ Vân Kiều trẻ tuổi Hồ Thị Sửa vẫn cần mẫn với công việc thường nhật của mình. Chăm sóc cho đàn lợn, dê và bò, rồi vội vã lên rừng phá rừng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở Đắk Rông, nên chị Sửa luôn thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn. Năm 2014, chị Sửa lập gia đình và bắt đầu lập nghiệp trên vùng đất hoang hóa, Ba Loan, xã Hưởng Hiệp. Chị được Hội Phụ Nữ xã tạo điều kiện vay 7 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cùng với ít vốn dành dụm được, vợ chồng chị mua 2 con trâu, nuôi thêm lợn, gà, trong 1 hecta rừng tràm. Thời gian đầu, khi mới lập gia đình, hai vợ chồng chị còn gặp nhiều khó khăn, kiến thức làm kinh tế còn hạn chế. Nhưng với bản tính chịu thương, chịu khó, học hỏi, rút kinh nghiệm từ những người xung quanh, chị cùng chồng đã đồng tâm hiệp lực, vun vén đầy rẫy khô cằn để trồng rừng và chăn nuôi. Nhờ biết phát huy tiềm năng lợi thế của quê hương, và sự quyết tâm chịu khó tìm hướng đi thích hợp trên chính mảnh đất vườn của mình. Năm 2016, chị mở thêm quán tạp hóa mua bán nhỏ. Đến nay, chị đã có trong tay 4 con trâu, 4 con bò, 10 con dê, 15 con lợn, 10 hecta rừng tràm, mỗi năm thu nhập trên 120 triệu đồng. Bên ngân hàng chính sách quan tâm cho bên gia đình chị vay vốn là 7 triệu, xong chị mua 2 con trâu. Sau đó chỉ trong 2.000 trăm, và trâu chỉ sinh sản, chỉ bán một con, và xong chỉ phạt thêm nữa vì trong rừng không có cái gì, chỉ phạt để trồng cây. Trị giá con trâu là 7 triệu, chỉ phạt xong chỉ mua thêm là 5.000 trăm chỉ trồng, lên trăm đó, sau đó trăm to chỉ bán, xong chỉ mới trồng đến 1 van, đến 2 van cây. Đó là như bên ngân hàng chính sách cho chị vay vốn, mà chứ chị cũng đỡ thoát nghèo, chị không nghèo. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn là hội viên đồng cốt, tích cực tham gia các hoạt động của hội phụ nữ. Chị là thành viên tổ tiết kiệm của hội phụ nữ thôn cho chị em khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ của hội và địa phương. Gia đình chị nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa. Hiện nay ở xã Hưởng Hiệp thì cũng rất là nhiều cái mô hình chị em làm kinh tế giỏi. Và ở đây thì đặc biệt là có chị Hồ Thị Sửa ở thôn Ba Loan là một điển hình làm kinh tế giỏi của thôn bản. Thì để mà tiếp tục hỗ trợ chị em phát triển kinh tế thì hội sẽ tranh thủ các cái nguồn vốn ở trên địa bàn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chị phát triển thêm mô hình. Và từ cái mô hình này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục nhân rộng thêm mô hình trên mô hình khác. Biết phát huy tiềm năng lợi thế của quê hương và sự quyết tâm chịu khó tìm tòi hướng đi thích hợp trên chính mảnh đất quê hương mình, chị Sửa đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Không chỉ đảm đang với vai trò là một người vợ, một người mẹ, chị Sửa ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình khi luôn hăng hái tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đắk Rông hành trình giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị, những ngày này đến thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông, ai cũng có thể cảm nhận những bước chuyển mình
sự thay da đổi thịt trên mảnh đất vùng cao bao năm khổ khó. Đi trên những cây cầu mới, con đường bê tông thẳng thắp xen giữa những ngôi nhà sàn ẩm cúng. Tất cả những minh chứng cho một sức sống mới vươn lên mạnh mẽ của vùng quê đang hòa nhập cùng với sự đổi mới của quê hương, đất nước. Là một trong những thôn có cái điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do việc đi lại cái sông trở đò. Tháng 5 năm 2019 thì thôn A Liêng của xã Tà Rụt được nhà nước đầu tư và khánh thành đưa vào sử dụng một chiếc cầu. Từ khi mà có chiếc cầu này thì cái đời sống của bà con đã đổi thay rất nhiều. Nó đã góp phần vào cái hành trình giảm nghèo của bà con ở đây. Thôn A Liêng xã Tà Rụt có hơn 200 hộ dân vừa mới sáp nhập với thôn A Vương. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, chuối là cây trồng chủ lực và là nguồn thu nhập chính của bà con. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm hơn 50%. Một trong những khó khăn lớn nhất của bà con ở đây là đường xá đi lại không thuận tiện, cách sông trở đò. Nông sản làm ra vừa mất chi phí vận chuyển, vừa bị tư thương ép giá. Những năm gần đây, do sâu bệnh, chuối đã bị chết hết. Người dân đang rất cần sự hỗ trợ của nhà nước về các loại cây trồng phù hợp mới để giảm nghèo. Đang nhận được quan tâm nhiều hơn nữa cho thôn mình để mà phát triển kinh tế, để khắc phục khó khăn cho đại giảm nghèo, để mình làm ăn để cho đỡ đỡ khá hơn. Vì thôn mình năm nay bỏ chuối hết sâu bệnh hết, để nhà nước quan tâm chuối, dòng chuối để thôn mình phát triển hơn. Thay đổi rõ nét nhất của thôn A Liêng đó là vào năm 2000, khi hệ thống điện lưới quốc gia được kéo về tận bản. Ai đã từng tới thôn vào trước năm 2000 đều có chung nhận xét, đây là thôn nghèo khó nhất của xã Tà Rụt. Bởi thôn có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo chiếm trên 70%, với thu nhập bình quân đầu rất thấp. Kết cấu hạ tầng của thôn còn thiếu. Đường vào thôn là đường mòn dốc núi và không có công trình nhà ở dân cư kiên cố. Người dân muốn ra trung tâm xã phải đi trên chiếc thuyền tự chế bằng tre, gỗ hay lốp xe. Năm 2000, bà con thôn A Liêng phấn khởi vì có điện thắp sáng. Tháng 5 năm 2019, một chiếc cầu nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến tận thôn A Liêng. Cuộc sống của người dân ở đây như bước sang một trang mới. Thế nhưng bây giờ thì nói chung là sau khi nhà nước quan tâm đầu tư cho cái cầu, thì thuận lợi thứ nhất là cho con cháu coi như là yên tâm đến trường, đến lớp học hành, không có cách trở hàng năm. Từ khi có cầu năm 2019 là bà con rất mừng, phấn khởi và được thuận lợi, cuộc sống bà con cũng có đổi mới. Xóa đói giảm nghèo luôn là chủ đề trong các buổi truyền thông vận động của thôn. Năm 2018, thôn A Liêng đã giảm được 10 hộ nghèo. Về thăm hôm nay mới thấy được sự đổi thay diện mạo của một xã vùng biên. Nhiều căn nhà tranh vách nứa đã được người dân thay thế bằng nhà sàn kiên cố. Nông sản bà con làm ra giá cao hơn. Sắn, rừng trở thành những cây trồng chủ lực giúp bà con nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Tình hình giảm nghèo trên địa bàn thôn A Liêng thì cũng giảm theo chỉ tiêu của Đảng ủy đề ra thì giảm từ 5 đến 6%. Cứ mỗi thôn là giảm từ 5 đến 6 hộ. Thì thôn cũng đã triển khai rộng khắp tận bà con. Thì hiện nay thì công tác về công tác giảm nghèo của bà con thì được nâng cao rõ rệt. Một số bà con thì có một số cái mô hình làm ăn khá. Những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần thôn A Liêng đã từng bước được cải thiện. Rời A Liêng, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp từng tốp trẻ con ỉ ới gọi nhau đi học trên cây cầu mới. A Liêng đang thay da đổi thịt từng ngày. Những hình ảnh về diện mạo mới của thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông đã khép lại chuyên mục Đắk Rông hành trình giảm nghèo bền vững số 1 tháng 11 tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này vào ngày 23 tháng 11.